Chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đã đến với video tiếp theo của Tuyển Văn Hóa. Mới ngày nào còn nghêu ngao bài ca chiến thắng, vậy mà giờ đây đếm từng phút tồn tại trên vinh quang. Đó là những gì mà Tổng thống Ukraine Zelensky đang trải qua. Liên tiếp là những tin tức cực xấu, thiếu tích cực ập đến với cựu danh hài này. Đầu tiên là việc Donald Trump, một nhà kinh tế lọc lõi, một doanh nhân có phương châm không tốn tiền của người dân Mỹ cho những cuộc chiến nhảm nhí, ông đã đắc cử Tổng thống. Tiếp theo là việc đồng minh tại NATO như Pháp và Đức đang đối mặt với những cuộc khủng hoảng tại chính đất nước của mình. Những tưởng như thế là nhỏ lắm rồi, hóa ra tam tai của Zelensky vẫn chưa chấm dứt. Cơ quan tình báo đối ngoại Nga cho rằng Mỹ đang tìm cách thay thế Tổng thống Ukraine Zelensky trong trường hợp cần thiết. Theo thông tin mà cơ quan tình báo đối ngoại của Nga thu thập được, Bộ Ngoại giao Mỹ vẫn tiếp tục nghiên cứu các kịch bản thay thế lãnh đạo hiện tại ở Ukraine nếu cần thiết. Trong số những cách hợp pháp để loại bỏ Tổng thống Zelensky, Washington đã cân nhắc tổ chức bầu cử Tổng thống và Quốc hội ở Ukraine trong bối cảnh tình hình căng thẳng với Nga vẫn tiếp diễn vào năm tới. Theo SVR, cơ quan ngoại giao Mỹ đã quyết định đặt nền móng cho chiến dịch tranh cử ở Ukraine. Ngoài ra, SVR cho biết, các nhà hoạt động Ukraine được phương Tây tài trợ đã khởi động các cuộc thảo luận về việc thành lập một đảng thân Mỹ mới tại quốc gia này. Theo kịch bản của Bộ Ngoại giao Mỹ, một lực lượng chính trị như vậy nên tham gia Quốc hội Ukraine để đóng vai trò chủ chốt trong việc kiềm chế bất kỳ nhà lãnh đạo Ukraine nào. Cơ quan tình báo Nga cho rằng hoạt động này của Mỹ cho thấy các quan chức cấp cao tại Washington sẽ tiếp tục quyết định số phận của Ukraine và các lãnh đạo của Ukraine trong tương lai. Hồi tháng 8, SVR cho biết Tổng thống Zelensky đang thực hiện những động thái có nguy cơ làm leo thang căng thẳng ra khỏi biên giới Ukraine. Cơ quan tình báo Nga tiết lộ rằng Mỹ coi cựu Bộ trưởng Nội vụ Ukraine Avakov là ứng viên phù hợp để thay thế Tổng thống Zelensky. Cựu Bộ trưởng Nội vụ Ukraine Arsen Avakov đang được xem xét là ứng cử viên phù hợp. Mỹ coi điểm mạnh của ông Avakov là mối quan hệ chặt chẽ của ông với các nhóm dân tộc chủ nghĩa Ukraine và các mối liên hệ liên tục của ông với các nhà lãnh đạo các nước châu Âu. SVR cáo buộc chính quyền Mỹ đang có kế hoạch phát động một chiến dịch thông tin mạnh mẽ để làm mất uy tín của Tổng thống Zelensky nhằm buộc ông phải rời khỏi vị trí của mình. Trong suốt chiến dịch tranh cử của mình, ông Donald Trump đã chỉ trích gay gắt cách mà Joe Biden xử lý vấn đề Ukraine, cảnh báo việc tài trợ vũ khí cho Ukraine làm tăng nguy cơ xảy ra Thế chiến thứ ba và Kiev đã lừa Mỹ hàng tỷ đô la Mỹ vũ khí miễn phí. Đầu năm nay, các cố vấn Keith Kellogg và Fred Fitch đã đề xuất kế hoạch cắt giảm nguồn cung cấp vũ khí và thiết bị quân sự cho Ukraine cho đến khi Kiev đồng ý đàm phán hòa bình với Nga. Theo nguồn tin của Wall Street Journal, đề xuất mới nhằm giải quyết xung đột vũ trang bao gồm một số điểm chính. Cố vấn Kellogg và Fred đề xuất các hoạt động quân sự sẽ bị đình chỉ. Chủ quyền lãnh thổ sẽ giữ nguyên ở các mốc hiện tại mà cả hai bên đạt được. Điều này có nghĩa là sẽ đóng băng tiền tuyến và tạo ra một khu phi quân sự. Nga sẽ giữ quyền kiểm soát một phần lãnh thổ mà Ukraine tuyên bố chủ quyền. Về phần mình, Kiev sẽ phải hứa không gia nhập NATO trong hai thập kỷ tới. Đổi lại, Hoa Kỳ sẽ tiếp tục cung cấp vũ khí và thiết bị quân sự cho Ukraine. Tuy nhiên, theo các nguồn tin của Wall Street Journal, Donald Trump vẫn chưa phê duyệt kế hoạch và đang tiếp tục thảo luận với các cố vấn thân cận nhất của mình. Tuy nhiên, thông tin mà Wall Street Journal có được đang đặt ra nhiều câu hỏi. Trước hết, không rõ khu phi quân sự sẽ như thế nào, hoặc liệu có được mở rộng đến tất cả các khu vùng mới của Nga, bao gồm cả bán đảo Crimea hay không. Theo định nghĩa kinh điển về khu phi quân sự, các cơ sở quân sự tại khu vực này phải được dỡ bỏ, trong khi việc triển khai các đơn vị vũ trang, củng cố trận địa và tiến hành các hoạt động huấn luyện hoặc tác chiến đều bị cấm. Rất có thể cả Moscow và Kiev sẽ vướng vào điểm đầu tiên cho kế hoạch của Donald Trump và kiên quyết từ chối việc xóa bỏ cơ sở hạ tầng quân sự của họ. Việc duy trì chế độ an ninh tại khu phi quân sự trong trường hợp này sẽ đòi hỏi sự hiện diện của một nhóm gìn giữ hòa bình. Washington khẳng định Nhà Trắng không có ý định gửi các đơn vị quân đội đến Ukraine vì mục đích trên. Khi đó thì các nước Tây Âu có thể đảm nhận vai trò thay thế. Hiện vẫn chưa có thể đưa ra một câu trả lời rõ ràng về câu hỏi liên quan đến thành phần và quy mô của bất kỳ nhóm gìn giữ hòa bình nào. Ai sẽ chỉ huy và pháp lý của lực lượng này là gì? Vì vậy, thật sự là không khó để sử dụng thuật ngữ khu phi quân sự. Nhưng có vẻ như Hoa Kỳ đang gặp khó khăn trong việc lên kế hoạch chi tiết để triển khai trên thực tế sẽ ra sao và như thế nào. Điểm tiếp theo cho kế hoạch của Donald Trump đó là Nga sẽ giữ quyền kiểm soát một phần lãnh thổ Ukraine. Tuy nhiên, Hoa Kỳ vẫn chưa làm rõ vùng đất đó là vùng đất nào, tình trạng pháp lý của nó và lập trường của Kiev về vấn đề này là gì. Nói cách khác, liệu Ukraine có đồng ý với kế hoạch của Donald Trump hay không, chúng ta đều chưa biết. Về đề xuất Ukraine không gia nhập NATO trong khoảng 20 năm tới, nhiều nhà phân tích cho rằng luận điểm này là không đáng tin cậy. Nói cách khác, mọi trách nhiệm trong vấn đề này không phải từ Brussels hay Washington mà là từ Kiev. Và tại sao chỉ có 20 năm? Lý do cho khoảng thời gian cụ thể này là gì? Nó đến từ đâu? Cơ sở gì? Có phải dựa trên tiêu đề cuốn tiểu thuyết nổi tiếng năm 1845 của Alexander Dumas 20 năm sau không? Khodarinov, cựu sĩ quan tại Cục Tác chiến Bộ Tổng tham mưu của lực lượng vũ trang Nga đã nêu câu hỏi như vậy đấy. Và cuối cùng, để đổi lại, Hoa Kỳ sẽ tiếp tục cung cấp vũ khí và thiết bị quân sự cho Ukraine.
Đây là điểm quan trọng nhất, bởi vì nếu Washington ngừng cung cấp thiết bị quân sự cho Ukraine, chiến tranh sẽ kết thúc mà không có bất kỳ một khu phi quân sự nào cả. Theo Reuters, điều quan trọng và là trở ngại lớn nhất đối với việc thực hiện bất kỳ sáng kiến hòa bình nào ở Ukraine được cho là nằm ở năng lực của chính quyền Kiev. Điều này có thể được đánh giá dựa trên tất cả các hành động và bước đi gần đây của Ukraine, bao gồm cả việc yêu cầu phi thực tế về tên lửa Tomahawk từ Hoa Kỳ. Theo các nhà nghiên cứu chính trị, để thực hiện bất kỳ kế hoạch hòa bình nào của Donald Trump ở Ukraine, trước hết có thể sẽ phải thay thế lãnh đạo hiện tại của Ukraine, thành lập một đảng thân Hoa Kỳ mới tại quốc gia này. Chỉ khi đó thì các cuộc đàm phán và thảo luận về kế hoạch hòa bình của Donald Trump mới có thể thực hiện một cách đầu xuôi đuôi lọt. Theo một bức điện được giải mật đăng tải trên tạp chí Reveljik hồi tháng 7, SVA nhận định người dân Ukraine càng ngày càng không hài lòng với cuộc xung đột kéo dài với Nga và sự mất lòng tin với chính quyền gia tăng, đặc biệt sau khi mà ông Zelensky hết nhiệm kỳ tổng thống 5 năm vào ngày 21 tháng 5. Tuy nhiên, SVA cho rằng phương Tây muốn ông Zelensky duy trì chức vụ ở thời điểm hiện tại vì ông ấy rất quan trọng đối với các kế hoạch viện trợ cho cuộc chiến nhằm mang lại lợi nhuận cho các quan chức Ukraine và các nhà sản xuất vũ khí phương Tây. Theo quy định của Hiến pháp Ukraine, nhiệm kỳ của Tổng thống Zelensky chấm dứt từ ngày 21 tháng 5. Theo kế hoạch ban đầu, thì một cuộc bầu cử Tổng thống sẽ diễn ra tại Ukraine vào ngày 31 tháng 3 để chọn ra người kế nhiệm ông Zelensky. Tuy nhiên, cuối năm ngoái, ông Zelensky cho biết Ukraine sẽ không tổ chức bất kỳ cuộc bầu cử nào trong giai đoạn thiết quân luật hiện nay. Ông Zelensky sau đó nói rằng ông chưa kết thúc nhiệm kỳ Tổng thống vì thiết quân luật. Sau đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng ông Zelensky không còn là nhà lãnh đạo hợp pháp do đã hết nhiệm kỳ. Trước tình hình nguy cấp hiện tại, cựu danh hài đang làm mọi cách để củng cố niềm tin của người dân Ukraine rằng mình vẫn đang sát sao với mọi diễn biến trong cuộc chiến này. Tôi đã tổ chức cuộc họp của Bộ Tư lệnh tối cao. Chúng tôi đã nghe báo cáo về việc tăng cường hơn nữa phòng không. Chúng tôi quyết định tăng số lượng các nhóm hỏa lực cơ động ở các khu vực là mục tiêu ưu tiên của tấn công Nga. Việc thực hiện các quyết định trước đây của Bộ Tư lệnh về việc chuẩn bị và trang bị tốt nhất cho lực lượng bộ binh cơ giới vẫn tiếp tục. Ông Zelensky cũng đã nghe báo cáo một chi tiết rất dài của Tổng Tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine, đó là Alexander Sikyo. Tổng thống cũng công bố quyết định của Tổng Tư lệnh nhằm tăng cường đáng kể khu vực khó khăn nhất của tiền tuyến, đó là mặt trận Kurakhov và Porov. Theo các báo cáo, quân đội Ukraine tại tỉnh Kursk của Nga vẫn đang phải chống trả một nhóm quân Nga gồm 50.000 người ở bên ngoài Ukraine. Tại cuộc họp của Bộ Tư lệnh, cũng đã có một báo cáo về chương trình toàn diện nhằm chống lại bom dẫn đường của Nga. Trong đó, Tổng thống lưu ý rằng có những giải pháp công nghệ đầy hứa hẹn. Cũng có thông tin cập nhật về tình hình hiện tại của chương trình tên lửa của Ukraine, cụ thể là việc tạo ra bom dẫn đường của riêng đất nước này. Các báo cáo được đưa ra về các hợp đồng 3 năm đã ký với các nhà sản xuất máy bay không người lái và các loại vũ khí khác. Thưa quý vị và các bạn, chi tiết vừa rồi cũng đã khép lại video câu chuyện ngày hôm nay của chúng tôi. Chắc chắn những thông tin mới nhất liên quan đến xung đột giữa Nga và Ukraine sẽ còn tiếp diễn. Có thể ngay ngày mai thôi sẽ có một chi tiết bước ngoặt của cuộc xung đột này. Chúng ta hãy cùng chờ xem. Và để trở thành người sớm nhất cập nhật được thông tin đó, nhớ subscribe kênh YouTube Tuyển Văn Hóa, bấm chuông để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin nào mà chúng tôi đưa ra.